Xin chào công ty Mã Vạch, tôi tên là Đoàn Trung Quang Vấn, tôi đến từ công ty Golden Label. Cho em hỏi thêm là lúc trước á, là cái khi mà trước khi mà anh qua bên thấy Mã Vạch nhờ hỗ trợ thì là mình có cái đơn vị nào giúp anh sửa chữa lúc mà máy móc có vấn đề không? Dạ có, là bên chỗ em thu mua. Dạ, anh bên đó thì so với bên đây thì lý do tại sao anh quyết định là không cộng tác với bên kia nữa ạ? Dạ, bên kia là nhân viên hỗ trợ không nhiệt tình và không đáp ứng nhu cầu của em ạ. Dạ. Về ấn tượng đầu tiên á, khi mà anh liên lạc với Thế Giới Mã Vạch á, qua điện thoại thì anh cảm thấy như thế nào và khi tới đây cảm thấy như thế nào? Dạ, lần đầu tiên qua điện thoại thì thấy nhân viên hỗ trợ qua điện thoại rất nhiệt tình và khi đến được với công ty thì thấy công ty xử lý rất hiệu quả. Dạ. Có đáp ứng về cái nhu cầu kỹ thuật cũng như là dịch vụ hỗ trợ bên anh không ạ? Dạ có, công ty đáp ứng đầy đủ luôn ạ. Em cảm ơn anh đã dành thời gian hôm nay để tụi em có tư liệu mà quay phim. Và sau này nếu anh cần hỗ trợ gì về máy móc hay là trục trặc thì cứ liên hệ bên em sẽ tiến hành hỗ trợ bên nhiệt tình. Em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ.